hôm thứ Bảy, ngày 18 tháng 6, các nhà chức trách cho biết mưa lớn đã gây ra lũ lụt trên diện rộng ở vùng đông bắc Bangladesh, khiến hơn 4 triệu người gặp khó khăn. Tại thành phố Chittagong, người dân đang chống chọi với đường phố ngập nước và lở đất. Trận lũ đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng vào sáng sớm nay. Lực lượng cứu hộ đang ra sức tìm kiếm các nạn nhân. Một chuyên gia chính phủ nói rằng đây là trận lụt tồi tệ nhất của đất nước kể từ năm 2004. Dự báo sẽ có nhiều mưa hơn trong 2 ngày tới. Các nhà môi trường cảnh báo biến đổi khí hậu có thể dẫn đến nhiều thảm họa hơn ở đất nước trũng thấp và đông dân cư.